Đại Quang Đại Thế rằng: thờ phụng tổ tiên cần lưu ý gì? Thờ phụng hay cung phụng tổ tiên là điều hết sức cần thiết để chúng ta lưu tâm. Làm sao cho đúng, làm sao cho tròn. Người phương Đông rất xem trọng việc này. Có người thờ vì kính tưởng nhớ, có người thờ vì xuất phát từ tâm lý sợ hãi. Con người thường lo lắng mình sẽ gặp vận xui xẻo ngoài mong muốn, thế là họ thờ phụng để cầu khẩn các vị thần, thờ phụng gia tiên, hy vọng được gia tiên phù hộ. Nếu bạn thương tiếc người đã mất, nên giữ hình ảnh trong lòng thôi, không nên thường xuyên khẩn cầu và tưởng nhớ họ, khiến bản thân họ ở nơi âm giới không được an ổn. Thờ phụng là ở tâm, không phải ở hình, không phải bàn thờ to hay nhỏ, xin lễ ngập tràn hay không. Cho dù nhà bạn có bàn thờ thật to, đầy ắp xính lễ, nhưng trong đời sống thường nhật, làm người không đoan chính, làm sao được vào chợ. Vì vậy, thờ phụng là ở tâm, hơn ở hình thức.